Slide 5. Trong slide 5, thầy sẽ demo cái phần đầu tiên về cái vấn đề luồng. Như vậy chúng ta sẽ đọc ghi thông thường. Để trong cái phần slide 5 này thì chúng ta sẽ đọc ghi thông thường read, reader và write, writer. Như vậy thì mình làm một cái bài demo về đọc và ghi thông thường đối với lại chúng ta. Thầy sẽ viết một class đọc ghi file. Đọc ghi file. Bây giờ chúng ta sẽ dùng hàm main đọc file. Chúng ta đọc thông thường trước đi ha. Chúng ta sẽ sử dụng một cái file read. File read reader. Rồi chúng ta để là file read thì thường là người ta dùng là input đọc vào. File in bằng new file reader. Mình đưa vô đây một cái đường dẫn. Như vậy thì mình tạo một cái đường dẫn, mình tạo một cái file ở bên trong cái project của mình. Như vậy cái file ở bên trong project thì các bạn sẽ lấy cái đường dẫn của nó, xem thử là cái file này đang nằm ở đâu. Đó, các bạn xem là cái project của chúng ta đang nằm ở đâu. Dán ra. Và các bạn tạo ngay ở bên ngoài này nè. Đây, dự án của mình ở chỗ này. Và mình tạo new một cái file ở dạng text, là mình để là data in. Đó, ngay ở bên ngoài luôn nha. Ngay ở bên trước project data in. Và cái này là mình đang để là text cho nên nó là TT. Cho nên mình đưa vô đây là data in.txt. Chấm phẩy. Cấu trúc mình viết như vậy. Nhưng chỗ này nó bảo là cái phần này của mình có thể xảy ra lỗi là không tìm thấy file. Cho nên có hai cách. Hai cách xử lý lỗi này. Một là dùng prompt để ném cái lỗi này ra bên ngoài. Ví dụ, nó bảo là add thêm cái prompt để ném cái lỗi ra bên ngoài. Đây, nếu trong trường hợp có lỗi thì nó sẽ ném ra. Còn nếu như mà chúng ta không có dùng cái prompt này, thì chúng ta sẽ bỏ cái lệnh này vào gì? Try get. Bỏ lại vào try get. Hết lỗi. Nếu như có lỗi thì in cái lỗi đó ra. Đó. Nãy giờ mình mới có làm tạo cái slide 5. Tạo cái lát đọc ghi file. Viết mới có 2 dòng này thôi. Và tìm đến cái thư mục chứa cái project này. Bởi vì khi mà các bạn đưa cái đường dẫn như thế này nè, thì nó lấy đường dẫn là của cái project, chứ không phải đường dẫn của cái file này nhé. Như vậy mình muốn tìm đường dẫn của cái project là 09BS26595 này nè, thì mình sẽ click chuột phải lên đây. Click chuột phải lên project cũng được, chọn property. Thì đây mình cũng thấy được cái đường dẫn của nó. Copy cái đường dẫn này. Đó, Ctrl C. Ra thư mục. Ctrl V.
Đây đường dẫn của mình đây, đó là mình property trên cái project của mình, thì mình thấy cái đường dẫn rồi. Trong trường hợp mà đọc được thì đối với lại cái dạng đọc file này thì mình chấm là file in chấm để mình xem nó có cái gì. Nếu mà mình chưa biết thì trong này nó sẽ cho phép mình đọc trả về một số, đọc cũng trả về số luôn, hoặc là đọc đưa vô một cái buffer. Đó là ba bốn cách đọc, bốn cách đọc ở chỗ này. Đọc character, character có s tức là nhiều ký tự từ vị trí của mảng. Rồi tiếp theo là đọc cái này character, đưa vào một cái mảng character ở đây. Như vậy để mình xem thử là mình đọc cái kiểu gì thì thường mình sẽ dùng read và nó trả về kiểu in. Cho nên chỗ này chúng ta khai báo một cái biến in, ví dụ a bằng. Như vậy mình đã đọc được ký tự và mình xuất cái này ra thử coi nó ra cái gì. Xuất cái a nó ra, đọc xong xuất ra. Như vậy mình mở cái file open cái file mà hồi nãy mình nói ở trong cái thư mục á, file data in này nè. Rồi mở lên mình gõ vô đây, ví dụ 1 2 3 4 lưu lại, gõ vô 1 2 3 4 lưu lại. Bây giờ cái này mình đọc nó ra số 49. Tại sao nó ra số 49? Tại vì nó đọc ra một, và một trong bảng ASCII là thứ tự 49, cho nên nó xuất ra cho mình 49. Nếu như chỗ này bạn muốn xuất cái ký tự đúng của nó thì printf, và các bạn sẽ định dạng chỗ này phần trăm ra số 1. Được không? Ví dụ như chỗ này chúng ta chọn chữ A, B, C. A, B, C. Run file. Ra ký tự A. Còn nếu như bạn không có phần trăm C mà bạn print giống như hồi nãy của mình, print cái A này ra, thì cái phía trên là 97, cái phía dưới là chữ A. 97 là mã ASCII của ký tự A. Còn ở dưới mình in theo định kiểu là ký tự thì nó in ra chữ A cho mình. Tùy các bạn muốn làm gì thì các bạn control nó. Đây là đọc file. Vậy ghi file. Và bây giờ giả sử như mình muốn đọc cho hết file luôn. Bên này của mình là ABC. Mình muốn đọc hết thì mình đọc 3 lần. Đúng không? Vậy bây giờ mình đẩy cái này vô đây đi cho nó nhanh. Thay vì mình có biến trung gian thì mình đẩy trực tiếp vô đây luôn. Bỏ hai cái biến trung gian này đi. Bỏ hai biến trung gian. Chạy lại. Mình đọc ra được chữ A. Nếu như mình lặp lại cái này một lần nữa, vừa đọc vừa ghi, nó sẽ ra AB. Nếu lặp lại một lần nữa, ABC. Và nếu trường hợp lặp lại một lần nữa thì nó ra gì? Lỗi. Tại vì chỗ này mình ép kiểu qua đây. Bây giờ chỗ này mình ghi trực tiếp đi. Mình ghi trực tiếp cái lỗi này ra, chứ mình không có format, không có ép kiểu.
mình ghi trực tiếp luôn, print print cái lỗi này ra, áp print cái này ra coi thử nó ra được không. Trừ 1. Nếu như đọc không được thì nó trả về kết quả cho mình là trừ 1. Như vậy thì chúng ta không cần phải dùng nhiều vòng, mà chúng ta chỉ cần dùng một vòng lặp thôi, một vòng lặp, và chúng ta sử dụng while. Như vậy chúng ta sẽ khai báo một ký tự A, ký tự A, trong khi trong khi gì, mình sẽ vừa đọc vừa kiểm tra luôn, a bằng file in chấm read à khác trừ 1. Nếu mà còn đọc được thì đọc, và mình in ký cái a ra, in cái a ra, và ở dưới này chúng ta bỏ hết. Trong khi còn đọc được thì đọc và in cái A, và mình in ra ABC. Nếu chỗ này không xịt N, in ra ABC. Xuống hàng mình xịt tùm A một cái để cho nó dễ nhìn. Nội dung của mình là ABC. Giả sử mình ghi thêm khoảng cách DEF, enter xuống hàng, G, H, LM, ví dụ như vậy. Đọc từng ký tự ra. Khoảng trắng thì ghi khoảng trắng. Đọc dấu xuống dòng thì nó tự động nó ghi dấu xuống dòng. Được à? Đọc file. Nhưng mà nếu như cái dữ liệu của chúng ta không chỉ đơn thuần là ký tự như vậy, mà dữ liệu của chúng ta đưa vô là nguyên một sinh viên luôn, nguyên một cái cấu trúc là cả một sinh viên luôn, trong đó có họ tên, có điểm, có giới tính, có địa chỉ, có email, có số điện thoại, có rất là nhiều thứ, và có hàng ngàn sinh viên như vậy, thì mình không thể đọc kiểu này được. Mình đọc từng ký tự này, cũng có nhu cầu đọc từng ký tự, cũng có nhu cầu là đọc nguyên cả cấu trúc. Như vậy thì mình sẽ đi vào cái bài số 5. Được chưa? Cái này là đọc file cơ bản. Bây giờ mình ghi đi. Đọc rồi. Bây giờ ghi. Chỗ này, sau khi mà chúng ta đọc file thì chúng ta sẽ ghi file. File. Right. File right. File out bằng new file right. Và mình đưa vô đường dẫn là data out.tt. Data out.tt. Này là data in, bây giờ data out. Ở đây chúng ta sẽ dùng phương thức write. Vậy thì write cái gì? Chúng ta sẽ chọn file out.write. Ví dụ mình đưa nguyên chuỗi vô được không? Đưa cái chuỗi vô. Write. File. Và ở đây bạn nên sử dụng finalize để đóng các cái phần mở ra. File in chấm close, đường nào cũng đóng. Và nếu như mà mình muốn như vậy thì mình khai báo cái file in và file out từ bên ngoài, thì ở bên chỗ finally mình mới thấy được.
Vậy mình đẩy nó ra. File in. Mình sẽ cỡ tạo bằng null nhé. File out. Mình cũng cỡ tạo bằng null. Chỗ này file in đã khai báo rồi, không khai nữa. File out cũng khai báo rồi, không khai nữa. Như vậy chỗ này file in mình có thể close. File out mình cũng có thể close. Như vậy thì chúng ta đã đóng được. Và chỗ này nó nói là mình phải thêm cái phần ném lỗi ra ngoài. Nếu trong trường hợp mà dữ liệu bị lỗi thì nó yêu cầu mình ném lỗi ra ngoài. Mình đã xử lý xong. Ném lỗi ra. Thôi, thử xem thì cái out của mình nè, nó có ghi được chữ ABCD không? Thư mục của mình data out ABCD. Hoặc là mình muốn là đọc cái file kia xong rồi viết hoa ký tự lên rồi ghi ra out ABCD. Ví dụ bên này mình đọc ký tự thường, mình viết hoa lên rồi ghi ra đây được không? Rồi như vậy ở chỗ đoạn code này mình sẽ xử lý. Đọc file là A, chuyển thành ký tự và viết hoa nó lên được không? Đọc ký tự A, chuyển cái A này thành ký tự và viết hoa cái A này lên. Những gì ta? Những gì? Cha C bằng gì? Làm sao để mình upper nó lên và viết nó ra. Chuyển ký tự thường thành ký tự hoa. Mình có thể dùng string thử coi nào. String s bằng string chấm value of, value of trước đó đã của A. Như vậy mình đã có ký tự s lấy từ A. Cái thứ hai upper upper lên bằng cách nào? Upper lên bằng cách nào? Viết hoa ký tự đó lên. S chấm. To uppercase. S chấm to uppercase. Và chúng ta sẽ viết cái ký tự này ra. Như vậy cái F out này chúng ta sẽ khai báo ở trên. Và xuống đây chúng ta viết luôn cái ký tự đó ra. Cái file của chúng ta. Viết cái S này ra.
Chúng ta xem thử cái file của chúng ta nó sẽ lưu được gì. File chúng ta lưu được gì? Rồi sao nữa? Như vậy chỗ này đến đây mình đi bắt coi S vẫn là 97, S là chữ A mới đúng, 97. Vậy làm sao đây? A của mình đọc ra 97 nhưng mà thực ra cái file mình ghi là gì? A đọc ra 97. Cho vector của chúng ta chữ A, value of A chuyện đâu? Value of chuyện C. Ok, mình đổi thành C rồi, run file. Data out của mình được chưa? Đó là mình biến ký tự thường thành ký tự hoa. Chỗ này nếu như các bạn muốn thì các bạn sẽ ép trực tiếp vô, khỏi cần phải qua trung gian, làm ra để cho các bạn thấy vấn đề thôi, mình ép trực tiếp vô. Và chỗ này mình cũng có thể đó viết chạy cho nó gọn. Được không? Tùy, mình viết cho nó gọn lại. Như vậy chúng ta sẽ ghép lệnh lại. Đó là lệnh read và write theo cơ bản của chúng ta. Và chỗ này thì chúng ta có thể dùng cái input stream và output stream để chuyển dữ liệu vào hệ thống của chúng ta. File input và file output stream thì cũng tương tự như vậy, chúng ta khai báo là file output stream, mở cái file ra cho vô một cái đoạn test, chuyển đoạn test nó thành kiểu byte và write nó vào. Thì cái cách khai thác này nó cũng gần tương tự với cách khai thác hồi nãy là file reader và file writer, cho nên thầy không demo chỗ này nữa, các bạn có thể tự demo chỗ này, không có gì đặc biệt cả. Tương tự như vậy file input thì cái file input này cái cách làm giống hồi nãy nè, mình đọc ra dạng in, nhưng mà lúc mình ghi ra thì mình ép nó thành kiểu chunk, thì giống như cái mình mới làm hồi nãy. Bỏ qua, bây giờ đến data input và data output. Hồi nãy là file input, bây giờ là data. Tại vì sao data?
Tại vì lúc nãy nếu như bạn dùng file inbox thì lúc bạn đọc nó ra cho các bạn là kiểu in thôi. Bây giờ chỗ này chúng ta có thể đọc ép kiểu trực tiếp, read in, read double, dựa trên cái data input. Write cũng tương tự như vậy, kiểu rõ ràng. Write cái gì? Data stream output. Chỗ này file output stream, data stream. Chú ý là lúc nào nó cũng đi kèm một cặp này nhé, đi kèm một cặp. Và khai báo một số là 5. Ghi cái số đó ra. Chạy từ 1 đến 5, từ 0 đến 5. Và ghi cái y ra. Sau đó ghi chữ hello. Sau đó ghi double. Đóng lại. Đóng lại. Đóng file lại. Cái fplot này là để giải phóng bộ nhớ file nếu có, bộ nhớ tạm nếu có, và chúng ta sẽ kết thúc. Như vậy thì đối với lại cái data output stream, nó sẽ cho chúng ta ghi tùy biến dữ liệu vào, ghi tùy biến dữ liệu vào. Như vậy chúng ta sẽ demo lại cái bài này xem thử nó ghi cái gì. Data stream output. Data stream output. Thế này. Và trong này thì chúng ta sẽ có cái khai báo hai phần. Một là file out output hay input, output file output stream, file output stream, file output stream bằng new file output stream. Đưa cái đường dẫn vô. Mình sẽ để cái tên file data file output stream chấm dat. Bây giờ trước tiên mình chấm t t thì mình thấy cái gì đây. Và chỗ này mình có thể dùng bằng phương pháp là ném lỗi ra ngoài. Và mình có cái data output stream. Data output stream bằng new data output stream. Và đầu vào của mình là cái con trỏ file hồi nãy mình mở ở trên. Như vậy cái này lúc nào nó cũng điền cặp. Lúc nào nó cũng đi một cặp hết nha. Muốn sử dụng data output stream thì phải có file input stream, file output stream để lấy cái đường dẫn, lấy cái con trỏ. Rồi mình ghi rất là nhiều thứ. Thứ nhất là mình khai báo một con số, sau đó ghi số này vào. Final in num bằng 5 chấm phẩy. Ghi số này vào và for từ 0 đến 5. Ghi vào. Như vậy thì data output stream chấm write. Và write cái này thì chúng ta sẽ write một cái số ở dạng in. Số ở dạng in. Và chúng ta ghi cái num này vào. Ghi cái num này vào. Write in. Ném ra nếu trong trường hợp có lỗi. Write in. Và đóng lại.
fileoutputStream.fclose. fileoutputStream.close. Rồi chạy thử. Coi thử cái data fileoutputStream nó ra cái gì. Data fileoutputStream. Có thấy gì không? Mặc dù mình ghi số 5. Hồi nãy mình write bình thường á là nó write ký tự thì mình thấy. Còn bây giờ nó write ở dạng data. Tự động nó chuyển cái kiểu của nó. Còn nó ghi ra đây. Mình không thấy dữ liệu. Nhưng tí nữa mình đọc lên thử thấy không? Nếu như đọc lên thấy là được rồi. Còn chuyện ghi ra file không thấy đâu quan tâm. Mình đâu quan tâm làm gì. Mình đâu bao giờ đọc trực tiếp cái file này đâu mà quan tâm. Mình dùng phần mềm mình đọc mà. Thì chỗ này thường, chú ý nha. Thường cái data này nè, người ta không dùng chấm .txt. Người ta dùng chấm gì? Chấm .dat là data đó. Để mình dễ nhận biết đây là file dữ liệu. Vậy thôi. Còn chấm gì thì nó cũng cấu trúc. Bên trong cũng có nội dung giống nhau. Cho nên chúng ta không cần quan tâm nó là chấm gì. Miễn làm sao tí nữa mình đọc cái file này nè. Mình xuất lại được số 5 là được rồi. Đó. Mình đâu cần nó nhìn thấy nó đâu. Rồi tiếp tục. Mình sẽ for int y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn 5 chấm phẩy y cộng cộng. Bây giờ các bạn sẽ write cũng là write in cái y đó ra. Write in cái y ra. Tức là nó sẽ ghi số 0, số 1, số 2, số 3, số 4. Tiếp tục. Chúng ta sẽ write chữ hello. Cũng file đó luôn. Cũng file đó luôn nhưng mà chúng ta write chữ hello. Ra con số ra. Và chúng ta write UTF tại vì write chuỗi. Và chúng ta sẽ write double một cái năm, ví dụ như chúng ta ghi là 9.5, ra cái điểm của chúng ta ra. Đóng lại. Mình ra rất là nhiều thứ ở bên trong. Thì tí nữa mình phải đọc là tương tự như vậy. Mình đọc tương tự như vậy. Như vậy cái bài này nè, là cái bài mà cái đề hồi sáng thì đưa đó, là đọc một file dữ liệu là có số phần tử công sai, và cái dòng số 2 là có nhiều số, và kiểm tra xem thử là giải cấp số cộng nào là dày nhất, xuất cái số số lượng giải đó ra. Đây là ghi file xong rồi. Bây giờ đọc file, mình xuống dưới mình đọc file thì mình sẽ sử dụng file input stream. File input stream bằng new file input stream và đưa đường dẫn vào. Như vậy thì mình lấy cái file hồi nãy mình đọc lại. Và tất nhiên mình đọc theo dạng data thì mình có data input stream.
data input stream bằng new data input stream và lấy cái con trỏ là file input stream. Lấy con trỏ là file input stream. Bây giờ mình sẽ đọc tuần tự theo cái đọc hồi nãy. Thứ nhất, hồi nãy mình ghi cái gì trước? Ghi một con số kiểu in. Cho nên bây giờ mình đọc ra một con số num out bằng data input stream chấm read, read gì? Read in. Đọc đúng cái này, read in. Rồi xuất cái số này ra coi. Num out. Và đóng cái này lại. Mình cũng đóng là data.close. Rồi file output. Ở đây mình đóng luôn cái file output cũng được. File input stream.close. Rồi, thử ghi ra, thử ra được số 5 không? Mình ghi chỗ này đọc file đi. Rồi. Số 5. Đọc được số 5. Tiếp tục. Mình ghi gì tiếp? 5 số liên tiếp. Đúng không? 5 số liên tiếp. Như vậy chỗ này mình sẽ for int i bằng 0 chấm phẩy i nhỏ hơn num out chấm phẩy i cộng cộng. Và tương tự như vậy mình sẽ đọc ra một con số và mình ghi cái số đó ra. Thì thay vì mình đi ghi cái này thì mình có thể data input stream chấm read in. Như vậy là mình đã ghi ra được 5 số đó rồi. Không, 1, 2, 3, 4, 5 số. Được không? Tương tự như vậy, mình có thể ghi ra cái data input stream chấm read UTF. Read UTF. Là chị hello. Và cái cuối cùng mình sẽ khai báo double d bằng data input stream chấm read double và xuất cái double này ra, xuất cái d này ra 9.5. Như vậy chúng ta đã ví dụ sử dụng file input stream và data input stream để đọc dữ liệu và output để ghi dữ liệu. Ví dụ đối tượng của chúng ta là một sinh viên. Đối tượng của chúng ta là một sinh viên. Vậy thì thao tác với sinh viên như thế nào? Chúng ta có thể ghi nguyên cả một cái đối tượng là sinh viên vào hay không? Thì chỗ này chúng ta thử, chúng ta nhìn nè. DOS write. Thì mình ghi DOS chấm write. Mình thử coi nó có thể write được cái gì. By
in, buy, fallen, buy, buy. Chỗ này là kiểu in nè. Đưa vào kiểu in nè, đưa vào kiểu string. Kiểu in, string, double, plot, in, long, in, string. Rồi, hết. Như vậy mình đưa nguyên cái sinh viên vào là không được. Đây nó không cho. Nó chỉ đưa những dữ liệu đơn thôi. Còn dữ liệu ở dạng class thì nó không có. Hả? Miết theo dòng đọc đuối luôn á. Đuối luôn á. Cũng được. Tức là cái kiểu dữ liệu kiểu là gì thì mình ghi cái đó. Nhưng mà nếu chúng ta chuyển qua một cái cách mới là object thì cái data của em 1000 record nó lưu một dòng duy nhất. Một lệnh write là nó lưu hết cả cái data của mình vô luôn. Nhanh hơn. Được không? Một lệnh write thôi là nó lưu hết cái data vô luôn. Như vậy chúng ta sẽ qua cái phần mới. Qua cái phần mới là object input và output stream. Object ha. Bây giờ cái này là data. Được không? Data. Như vậy bây giờ mình sẽ demo thêm một cái nữa là mình sẽ có một cái class sinh viên. Thầy sẽ mượn một cái class sinh viên. Sinh viên sinh viên rồi thầy sửa lại cái này, sinh viên có tên và điểm trung bình thôi để nó nhiều quá mất công. Tên và điểm trung bình. Điểm toán, điểm lý, điểm hóa. Như vậy mình đã có được cái lớp sinh viên. Lớp sinh viên cơ bản của chúng ta có tên, điểm trung bình. Khởi tạo tên, điểm trung bình. Đó là sinh viên. Và trong cái project này chúng ta sẽ tạo ra một cái lớp mới là object. Stream demo. Object stream demo tức là input output luôn. Object stream demo. Trong này chúng ta sẽ demo cái gì? Trước tiên là các bạn có một cái
danh sách sinh viên, là sinh viên của chúng ta, danh sách sinh viên, chúng ta dùng dạng mảng cho nó nhanh. Danh sách sinh viên, bằng new, các bạn khởi tạo giúp cho thầy một vài sinh viên. New, danh sách sinh viên. Ở trong phần object này thì đối tượng của chúng ta được khai báo, các bạn sẽ chọn new, danh sách sinh viên. Mình sẽ được tạo bằng những sinh viên. Thứ nhất, mình sẽ new một sinh viên mới có tên và điểm trung bình. Tên, ví dụ mình đưa vô Hùng, điểm trung bình 6.7, một bạn. Bạn thứ hai, bạn thứ ba, bạn thứ tư, bạn thứ năm, nam, Linh, Sang, Tú, ví dụ như thế. Như vậy mình đã có 5 sinh viên. Bây giờ nhiệm vụ của mình là ghi 5 sinh viên này vào một cái file. Thì mình sẽ cũng sử dụng là file input stream. File input stream bằng new file input stream. Out chứ. Out các bạn. File output stream. Mình để out trước đây đã, mình ghi ra trước đã. File output stream. Và cái file của mình là data file output stream.dat. File output stream.dat. Và mình ném lỗi ra. Tương tự như vậy, chúng ta dùng object output stream, object output stream, object output stream, mình viết tắt, bằng new object output stream của cái file output stream. Object output stream, thêm phần io. Object output stream. Và ở chỗ này, khi các bạn ghi, các bạn ghi nguyên cái object đó ra. Object output stream chấm write object và ra write nguyên cái danh sách sinh viên cực kỳ nhanh. Và os.close, fos.close. Và chúng ta đã ghi nguyên cái danh sách này, kể cả danh sách này có 1.000 sinh viên, 1.000.000 sinh viên cũng bằng một lệnh ghi thôi. Rồi, lỗi chỗ nào? Chú ý chỗ này, lỗi cái gì? Nhìn kỹ nha. Lỗi cái gì?
mình ghi lệnh của mình hoàn toàn không lỗi các bạn. Đọc lỗi coi. Đọc lỗi giùm thầy coi. Đây, chỗ này đây. Lỗi của nó là chỗ đó đó. Và các bạn bị lỗi chỗ này rất nhiều. Và các bạn đi sửa toàn bên này không ạ? Các bạn toàn đi sửa ở đây không ạ? Nhưng mà mấu chốt nó nằm là ở đây. Sinh viên của mình nè. À. Cái sinh viên này các bạn sẽ implement cái này vô. Được chưa? Đây. Series. Và trong này chạy lại. Hết lỗi. Và các bạn hay bị lỗi này lắm. Bởi vì các bạn viết class xong các bạn quên cái này. Quên thôi. Được chưa? Và chúng ta đã ghi xong. Và cái data của chúng ta. Data out. Ở đây mình ghi là gì? Cái file của mình là gì? Data file output stream. Chỗ này mình để object đúng hơn ha. Data object output stream. Run lại. Đây. Data object output stream có rồi. Được không? Mình đã ghi được rồi. Bây giờ mình đọc. Khi mà các bạn đọc thì cái đoạn code này tạm thời ẩn nó đi. Đúng không? Mình không cần nữa. Bây giờ bắt đầu mình đọc nè. Vậy để đọc thì các bạn sẽ tạo dùm cho thầy file input stream. File input stream. New file input stream. Và các bạn đưa cái đường dẫn vô. Data out object output stream.dat là cái mà hồi nãy mình xuất ra đó. Thì bây giờ mình lấy cái file đó mình đọc lại. Được không? Update output stream. File đó có chưa? Có rồi. Bây giờ mình sẽ tạo một cái đối tượng khác, object input stream. Object input stream bằng new object input stream và lấy cái file input stream đưa vào. Được không? Được không nào? Mình sẽ khai báo cái mảng sinh viên. Mình khai báo cái mảng sinh viên là danh sách sinh viên bằng object input stream chấm read object chấm phẩy. Lỗi gì? Chỗ này nó nói là khi mà bạn đọc vào thì bạn ép kiểu qua một cái. Ép kiểu qua. Hả? Ném lỗi ra. Nhiều khi không tìm thấy thì sao? Còn mình không muốn ném lỗi thì mình try catch. Object input stream chấm close. File input stream chấm close. Nó đọc được rồi làm gì nữa? Đọc được rồi thì ví dụ như phó sinh viên SV 2 chấm danh sách sinh viên xuất nó ra để mình xem thử là
sinh viên của mình sao? Chấm xuất. Đây. Hùng, Nam, Linh, Sang, Tú. Được không? Và các bạn thử tạo ra một cái danh sách 1.000 sinh viên coi. Được không? Random cũng được. Random cũng được. Tạo ra danh sách 1.000 sinh viên coi. Đã đọc được xong, ghi xong. Rồi đến đây, tạm thời đến đây. Chúng ta đã đọc ghi đối với lại đối tượng.